Hẳn quý vị và các bạn vẫn còn nhớ hình ảnh của một thanh niên ngoại quốc ngoài 20 tuổi nhặt rác ở Hồ Linh Đàm hay là một ông cụ người Nhật nhặt rác ở Hồ Gươm Hà Nội mà chúng tôi từng phản ánh. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về một chàng trai trẻ người Mỹ hiện đang sống ở một con ngõ nhỏ tại khu phố cổ của thủ đô, tự mình đã bỏ tiền mua sơn, sơn lại những bức tường đã cũ kỹ ẩm thấp để làm đẹp cho khu phố. Và hành động tuy nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều điều. Một chiếc chổi lăn sơn, một cây gậy. Hơn một tháng nay, người dân ở ngõ 50 Hàng Bạc đã quen với hình ảnh này. Còn ngõ nhỏ bỗng trở nên bừng sáng nhờ những màu sắc được Scott phối một cách vui mắt. Chẳng còn những bức tường ẩm mốc, những mảng vôi nứt toác. Còn ngõ nhỏ này như vừa được rũ bỏ chiếc áo cũ kỹ, bụi bặm của thời gian. Lúc đầu tôi làm thì mọi người trong ngõ bảo đừng có động gì vào những thứ ở đây. Mọi người nhìn tôi rất lạ. Sau đó tôi nghĩ ra cách là mình sẽ sơn mọi thứ vào ban đêm. Để sáng tỉnh dậy mọi người có thể nhìn thấy màu sắc, họ sẽ thích thú ngay. Quả đúng như vậy, sau nhiều đêm thức trắng, Scott đã sơn được gần hết những bức tường ở đây. Chút một, tỉ mỉ và cẩn thận. Cả con ngõ như một bức tranh sơn màu hài hòa. Đến cả khu vệ sinh chung, vốn ẩm thấp, bẩn thỉu cũng được Scott sơn màu đẹp đẽ. Còn những chiếc hộp đựng đồng hồ điện thì trông như những chiếc hộp màu được treo lên tường nhờ sự phối màu sơn ngộ nghĩnh. Tôi làm điều này trước hết là cho cá nhân tôi được nhìn thấy cái đẹp hàng ngày, sau đó là cho mọi người ở đây, nên tôi đã sơn lại những bức tường cũ kỹ này. Giờ đây ai cũng thấy vui vẻ, mọi người dường như rất thích những gì tôi đã làm. Giờ đây, anh không còn đơn độc trong việc sơn vẽ những bức tường. Nhiều người cũng đã giúp anh một tay những lúc rảnh rỗi. Từ việc cấm anh động vật, thì nay nhiều người trong ngõ còn nhờ anh sơn tường cho nhà của họ. Mình thấy thì nó cũng hơi ấy đấy, hơi xấu hổ đấy, nhưng mà thôi không sao. Vì có ở đây lâu, có thông cảm mấy hàng xóm ở đây lắm, như người nhà luôn. Thế là có làm là nhà cũng cả xóm đồng tình luôn, không có ý kiến gì. Xung quanh đây là không có quét dọn, nên nó rất bẩn. Bây giờ có cái tây này ở trong cái khách sạn này thì ông làm việc, thế hàng ngày ông sơn chiếc ở đây thì bọn tôi rất thích. Rất đẹp. Sơn được Scott mua bằng tiền dạy tiếng Anh hàng ngày. Cần mẫn suốt hơn một tháng trời, thức trắng. Giờ đây công sức của Scott đã được mọi người ghi nhận. Những lúc rảnh rỗi, anh còn làm hướng dẫn viên giới thiệu về kiến trúc cổ của Hà Nội cho những du khách nước ngoài. The hostel. And the neighbors, tôi chỉ sơn lại những phần tường nó bị mốc mà không ai được đến. Tôi không động vào những gì thuộc về kiến trúc đặc trưng của ngõ. Tôi nghĩ rằng việc làm của tôi sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người để bảo tồn những nét đẹp của cổ. Tôi hạnh phúc khi thấy những màu sắc này và mọi người quanh đây đều rất vui vẻ.